Chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến với chuyên mục điểm báo Và trên hầu khắp các báo ra ngày hôm nay thì đều đề cập đến những vấn đề phức tạp liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 Đặc biệt là sự nỗ lực của chính phủ, các cấp các ngành và toàn thể nhân dân Trước quyết tâm giúp chúng ta có thể đẩy lùi dịch bệnh và ngoài ra thì còn có rất là nhiều những cái điều thú vị khác mà chúng tôi cũng sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn trong mục điểm báo ngày hôm nay. À, mở đầu chương trình cũng sẽ là một nội dung mà có lẽ nghe cái tiêu đề thôi chúng ta cũng đã thấy uh, có thể suy nghĩ rất nhiều đó chính là bình tĩnh sống để chống dịch lâu dài. À đây cũng là một điều mà tất cả mọi người cần phải xác định vào thời điểm này bởi vì dịch bệnh COVID-19 không phải là diễn ra trong ngày 1 ngày 2 mà chúng ta có thể kiểm soát tốt như ba đợt dịch trước đây. Trong đợt dịch thứ tư này thì chúng ta thấy số ca mắc COVID-19 liên tục tăng lên và thời gian giãn cách hội tại rất nhiều các tỉnh thành trên cả nước cũng đã vẫn đang kéo dài đặc biệt như là ở những khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội hay là Đà Nẵng. Và đây cũng là một cái thông điệp được tiểu ban truyền thông ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành và cũng là một kế hoạch truyền thông của tuần đầu tiên kể từ sau khi ban chỉ đạo được kiện toàn từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 để làm cơ sở cho các cơ quan báo chí địa phương có kế hoạch kịch bản truyền thông phù hợp. Thông tin chi tiết thì quý vị có thể tìm đọc trên báo Tuổi Trẻ số ra sáng nay. Trong đó tập trung làm rõ thông điệp quan điểm không thể trông chờ một kết quả là loại bỏ hoàn toàn được virus ra khỏi cộng đồng mới có cuộc sống trở lại bình thường. Chống dịch thành công là bảo vệ được mạng sống của nhân dân và bảo vệ được hoạt động sản xuất kinh doanh, giao thương đi lại, bảo vệ nền kinh tế. Cuộc chiến chống dịch còn lâu dài nhưng cần có các giải pháp tiêu chí, những ưu tiên mới để nhân dân có thể bình tĩnh sống và cùng chống dịch, không cầu toàn, không nóng vội các nội dung truyền thông cũng cần truyền đi thông điệp phản ánh thực tế về sự lạc quan và niềm hy vọng có thể bình tĩnh sống đối phó lâu dài với dịch bệnh như thực tiễn chữa khỏi bệnh khi f không được chăm sóc đúng cách và sớm ngay tại cộng đồng gia đình nhờ vào mô hình túi an sinh kiểm soát được việc đi lại bằng công nghệ và xét nghiệm tiêm chủng cho các lực lượng đảm bảo dịch vụ thiết yếu phòng chống dịch vừa nghiêm ngặt vừa linh hoạt đảm bảo không đứt gãy không giãn cách phong tỏa mãi trên diện rộng không thụ động chờ đợi và ỉ lại vào nhà nước mỗi một cá nhân gia đình khu phố doanh nghiệp tự giúp đỡ chính mình và người xung quanh tạo thành nhiều vòng tròn nhỏ để bảo vệ nhau trong đại dịch động viên sức mạnh tinh thần củng cố niềm tin giải quyết các vấn đề tâm lý của người dân đội ngũ y tế các lực lượng tuyến đầu với mục tiêu an sinh tinh thần trong và sau đại dịch hạn chế mức thấp nhất tổn thương tinh thần do dịch bệnh gây ra Liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine COVID-19, sau niềm vui được tiêm mũi 1 vaccine Moderna, nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền, họ đang khá lo lắng sợ đứt vaccine tiêm mũi 2. Tuy nhiên, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì cũng khuyến cáo việc tiêm vaccine Moderna mũi 2 có thể trì quản đến 12 tuần. Thông tin này chúng ta có thể tìm đọc trên báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay. Theo đó, ông Trần Văn Khanh, giám đốc bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong những ngày qua có khá nhiều người dân gọi điện hoặc nhắn tin hỏi lịch tiêm vaccine Moderna mũi 2. Với nhóm này, chuyên gia y tế giải thích và khuyên họ tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian. Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 3 tháng 9, tổng số liều vaccine mà thành phố nhận được từ phân bổ là 10.349.200 liều. Trong khi các loại vaccine AstraZeneca, Pfizer và Verocell về khá nhiều, thì đợt vaccine Moderna hiện mới chỉ về vài đợt với 571.200 liều. Số vaccine này được phân bổ cho các địa phương và các bệnh viện tiêm mũi 1, số người may mắn đủ điều kiện tiêm mũi 2. Ông Lê Đình Thanh, giám đốc bệnh viện thống nhất cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ về vài đợt vaccine Moderna với số lượng hạn chế, trong khi lô vaccine sau khi đã đông chỉ sử dụng được trong vòng 30 ngày. Đó cũng là điều dễ hiểu tại sao nhiều người tiêm mũi một nhưng chưa tiêm được mũi hai. Theo ông, quy định thời gian tiêm mũi hai sau 28 ngày chỉ là mốc thời gian tối thiểu để người dân hiểu không nên tiêm trước ngày đó. Còn thời hạn sau cùng tiêm mũi hai hiện chưa có giới hạn cụ thể. Thậm chí có khuyến cáo việc kéo dài khoảng cách giữa hai mũi tiêm còn mang lại nhiều tác dụng tốt cho con người. Trong điều kiện chưa xác định được nguồn vaccine Moderna có thể cung ứng, bác sĩ Nguyễn Huy Lương cho rằng ngành y tế có thể cân nhắc chuyển qua tiêm mũi 2 bằng một loại vaccine khác, có thể là Pfizer. Theo ông, thực tế WHO chưa cho phép, nhưng ở các quốc gia châu Âu cũng đã áp dụng tiêm mũi 1 Moderna, mũi 2 Pfizer cho người dân và bước đầu cho thấy có những hiệu quả khả quan, đặc biệt ở nhóm người trên 65 tuổi có nhiều bệnh nền. Vâng thưa quý vị câu chuyện về vaccine là một vấn đề mà mọi người quan tâm và bên cạnh đó nữa chẳng may trong gia đình của chúng ta hay bất cứ một người thân nào có uh, vấn đề liên quan đến Covid-19 và trở thành F0 thì một uh, câu chuyện khác nhiều người cũng quan tâm đến chính là cách điều trị các ca F0 ở trong cộng đồng hay là những uh, vấn đề liên quan đến chữa trị tại nhà và trên các uh, nền tảng uh, những cái trang bán hàng điện tử thì có rất là nhiều những cái loại thuốc để có thể được quảng cáo là uh, có thể chữa được covid 19 chín uh, và những cái loại thuốc này thì chưa có bất cứ một cái chứng minh hay là được bộ y tế cấp phép và cũng dấy lên cho người dân rất nhiều lo ngại bên cạnh đó thì có một vấn đề khác mọi người cũng quan tâm không kém đó là những cái thông tin mà uh, những cái người nổi tiếng đưa ra và mới đây thì trên uh, trang facebook cá nhân của mình Angela Phương Trinh cũng đã đăng tải thông tin là có thể chữa Covid-19 từ run đất. À, tuy nhiên thì mới đây các cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu Angela Phương Trinh phải gỡ bỏ thông tin chữa Covid-19 từ run đất là một thông tin mà được báo tuổi trẻ số ra sáng nay đăng tải theo đó thì từ ngày 13 tháng 8 trong Facebook có tích xanh là dấu xác nhận chính chủ của Angela Phương Trinh cũng đã liên tục đăng tải loạt bài viết có nội dung giới thiệu các sản phẩm làm từ run đất giúp chữa covid-19 dù nhận được làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội nhưng tài khoản này vẫn không có dấu hiệu ngừng lại hành vi nói trên và trong chương trình dân hỏi thành phố trả lời thì ông Lê Quang tự do phó cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông cũng đã khẳng định bộ y tế thông báo không có cơ sở khoa học nào chứng minh run đất hoặc các sản phẩm từ run đất có thể chữa Covid-19 và Chúng tôi sẽ xử lý những người tiếp tục lan truyền quảng cáo thông tin này, đề nghị bà con ra sức cảnh giác trao đổi với tuổi trẻ vào ngày mùng 3 tháng 9 thì ông Nguyễn Đức Thọ, Tránh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đã có giấy mời chủ tài khoản Angela Phương Trinh tới làm việc vào ngày 25 tháng 8 để làm rõ vụ việc và có cơ sở xử lý theo quy định. Đồng thời cơ quan này cũng yêu cầu chủ tài khoản Angela Phương Trinh phải gỡ bỏ nội dung thông tin sai sự thật gây hiểu nhầm về việc phòng cũng như điều trị COVID-19 bằng sản phẩm từ địa long run đất. Tuy nhiên thì do ngày 25 tháng 8 rơi vào thời gian cao điểm giãn cách xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 16 từ ngày ngày 23 tháng 8 nên buổi làm việc được rời lại. Ông Thọ cho biết Angela Phương Trinh đã nhận sai về hành vi của mình. Sẽ được tiếp tục với nhiều nội dung khác được báo chí quan tâm và đăng tải trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo các quy định hiện nay của Bộ Giao thông Vận tải thì quy định đăng kiểm ô tô định kỳ không chỉ giúp chiếc xe đảm bảo an toàn khi vận hành mà còn là quy định pháp luật mà chủ xe ô tô phải tuân thủ. Điều này nhằm đảm bảo ô tô hay phương tiện cơ giới đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và có thể được lưu thông. Tuy nhiên, thay vì nghiên cứu việc đăng kiểm ô tô theo số km được cho là không phù hợp và quá phức tạp, thì nhiều ý kiến cho rằng việc kéo dài thời hạn giữa hai kỳ đăng kiểm là rất cần thiết khi chất lượng ô tô đang ngày càng được nâng lên. Thông tin này được đăng tải trên báo Lao động số ra sáng ngày hôm nay. Trước những quan điểm trái chiều, tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng, phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thì cho rằng, về góc độ kỹ thuật, việc đề xuất thay đổi chu kỳ đăng kiểm về mặt thời gian sang km là hợp lý vì theo nguyên tắc nếu xe chạy nhiều sẽ hao mòn và thiết bị hỏng sẽ tăng lên, do đó sẽ góp phần vào việc nâng cao an toàn cho các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, đề xuất này có thực hiện vì chúng ta chưa thể quản lý được quãng đường di chuyển. Việc xe đi nhiều hay ít hầu như chỉ dựa trên chỉ số hiển thị trên công tơ mét, trong khi đó việc can thiệp vào công tơ mét rất dễ dàng. Nếu chủ phương tiện không có ý thức sẽ cài lại, đòi hỏi phải niêm phong các biện pháp giám sát đồng hồ. Chưa kể lực lượng chức năng cũng rất khó kiểm soát, do đó cần đơn giản như hiện nay. Theo các chuyên gia về ô tô thì họ cho rằng hiện chất lượng phương tiện đã tốt, máy móc kiểm tra thiết bị hiện đại và trình độ đăng kiểm viên cũng đã được nâng cao. Do đó nên kéo dài thêm thời gian giữa hai kỳ đăng kiểm để tránh tốn kém cho các chủ phương tiện. Vì nếu xe chạy ít để 10 năm mới đăng kiểm thì cũng không thể đảm bảo an toàn được. Cùng với đó chất lượng phương tiện của các nước sản xuất cũng khác nhau nên trong cùng một chu kỳ đăng kiểm, các phương tiện đã xuống cấp phải thay thế phụ tùng nhưng có phương tiện của những hãng lớn thì không phải thay thế phụ tùng. Chuyển sau một số những thông tin đáng chú ý khác, à, thưa quý vị, Việt Nam đang là một nước phát triển và trong thời gian vừa qua thì dân số của chúng ta liên tục tăng. Cơ sở hạ tầng giao thông thì chưa đáp ứng được với nhu cầu đi lại của người dân ở rất nhiều các địa phương và để cả nước có 5.000 km đường cao tốc vào năm 2030 theo quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt, thì các giải pháp sẽ tập trung vào việc huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư, trong đó vốn ngân sách nhà nước đóng vai trò hỗ trợ dẫn dắt, kích hoạt để thu hút tối đa nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm đọc vấn đề này trên báo lao động số ra ngày hôm nay theo đó thì mục tiêu cụ thể là đến năm 2030 có thể đưa vào khai thác khoảng hơn 5.000 km đường cao tốc như mục tiêu Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Đây là nội dung thu hút nhiều sự chú ý bởi các dự án cao tốc đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn với tổng nhu cầu vốn để xây dựng thêm 4.000 km đường cao tốc trong 10 năm tới có thể lên đến trên 810.000 tỷ đồng. Như vậy với giai đoạn đầu tư 10 năm, mỗi năm cả nước cần huy động tối thiểu là 81.000 tỷ đồng, tương đương với 3,5 tỷ đô la Mỹ cho các dự án xây xây dựng đường cao tốc. Theo tính toán của Bộ Giao thông Vận tải, chỉ riêng trong 5 năm tới, nhu cầu vốn đầu tư các tuyến cao tốc cần khoảng 350.936 tỷ đồng, trong đó ngoài nguồn vốn chủ lực từ ngân sách nhà nước cần huy động các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách trên 131.000 tỷ đồng. Đây là khó khăn lớn bởi thực tế thời gian qua, hàng loạt dự án cao tốc kêu gọi theo hình thức đầu tư công tư như quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu buộc phải chuyển sang hình thức đầu tư sử dụng toàn bộ vốn ngân sách do không hấp dẫn các nhà đầu tư tham gia. Trong đề xuất mới đây gửi Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam VASI đã kiến nghị xử lý những vướng mắc phát sinh về quy định hạn chế vốn nhà nước tham dự và dự án. Cụ thể thì luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư luật PPP quy định tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP không quá 50% tổng vốn đầu tư của dự án. Ngoài ra thì đối với dự án có nhiều dự án thành phần, trong đó có dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP, tỷ lệ vốn nhà nước quy định tại khoản này được xác định trên tổng mức đầu tư của dự án thành phần đó. Thưa quý vị, việc các ngân hàng thương mại vẫn thu lợi nhuận khủng là điều rất phản cảm trong bối cảnh doanh nghiệp và người dân đều bị kiệt quệ do dịch Covid-19 kéo dài. Nhiều chuyên gia cho rằng các ngân hàng thương mại cần phải có trách nhiệm chia sẻ với người vay vốn và nền kinh tế. Thông tin của bài viết được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay. Thạc sĩ Trần Kim Long, giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nên sớm giảm nợ, hoãn trả lãi vay. Thời gian qua, câu chuyện của các ngân hàng thương mại không giảm lãi suất cho vay trong bối cảnh nhiều khách hàng vay vốn bị giảm, thậm chí là không có thu nhập do giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống Covid-19 đã gây nhiều sự bức xúc cho dư luận, bởi khoản nợ gốc và lãi suất phải trả hàng tháng đang trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình do đó nên ưu tiên hỗ trợ cho các khách vay gặp khó khăn và không còn nguồn trả nợ. Nhưng tỷ lệ giảm dựa trên sự am hiểu của ngân hàng đối với từng phân khúc khách hàng, chứ không theo kiểu cao bằng. Ngoài ra, cần giảm thời gian trả nợ như các ngân hàng trên thế giới đang thực hiện để giảm ngay áp lực trả nợ, tạo động lực cho khách hàng trả nợ sau thời gian được ân hạn. Chẳng hạn có thể cho phép khách vay giảm thời gian trả nợ từ 60 đến 90 ngày với các khoản vay tiêu dùng và lên đến 180 ngày với các khoản vay cho mua nhà. Và trong dự thảo đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp, Ngân hàng Nhà nước dự kiến cho phép Ngân hàng Thương mại cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và phí giữ nguyên nhóm nợ. Đây là cơ sở để thực hiện các giải pháp này và nên áp dụng nhanh để giảm bớt khó khăn cho người vay vì dịch đã kéo dài suốt 4 đến 5 tháng qua. Ông Lê Quang Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc thực hiện giãn cách xã hội trên diện rộng khiến hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, mà khó khăn nhất là thiếu dòng tiền. Việc thiếu dòng tiền có thể làm cho doanh nghiệp bị ngập thở do không còn tiền để trả lãi vay, trả nợ, duy trì bộ máy và hỗ trợ giữ chân người lao động thông qua giai đoạn khó khăn này. Trong lúc hầu hết khách vay vốn kể cả doanh nghiệp và người dân bị khó khăn và thua lỗ, các ngân hàng vẫn công bố lãi to, thậm chí có ngân hàng đạt mức lợi nhuận gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là một thông tin khá phản cảm, tương phản với bức tranh chung của nền kinh tế do đó việc giảm giá giảm lãi gia hạn thời gian trả nợ khoanh nợ để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân là đạo lý kinh doanh mà các ngân hàng thương mại không thể không làm Trong thời buổi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, bên cạnh vấn đề kinh tế thì một vấn đề khác rất nhiều người quan tâm đó chính là vấn đề học tập của các em học sinh. Và chúng ta cũng biết ngày mùng 5 tháng 9 ngày xe giảng thì cũng đã cận kề rồi. Hiện nay thì các tỉnh thành trên cả nước cũng đã dự kiến phải tổ chức khai giảng online và vấn đề mua bán các dụng cụ học tập hay là sách giáo khoa vào thời điểm này cũng đã được rất nhiều nơi triển khai bán hàng online để giúp cho các bậc phụ huynh có thể dễ dàng tìm kiếm các dụng cụ học tập cho con em mình. À, tuy nhiên thì cũng không không ít phụ huynh đã thừa nhận rằng việc mua hàng online thì rất dễ mua phải sách lậu đồ dùng học tập kém chất lượng và thông tin chi tiết được đăng tải trên báo lao động sáng nay nắm bắt nhu cầu của phụ huynh trước thềm năm học mới, hàng loạt nhà sách lớn như Fahasa, Trí Đức, Tiến Thọ đã triển khai phương án bán hàng online qua website, đường dây nóng. Theo đó, thì các phụ huynh có thể gọi điện thoại đặt hàng trước và hẹn ngày giờ để lấy hàng cũng như thanh toán, hoặc là đặt mua và chờ giao hàng tận nhà. Trên website của nhiều nhà sách tại Hà Nội, hàng loạt các chương trình ưu đãi đã được đưa ra để thu hút khách hàng. Cụ thể, nhiều mặt hàng sách tham khảo, bút, vở được giảm giá trực tiếp từ 10 đến 15% ở mỗi sản phẩm. Hình thức bán hàng trực tuyến đã không còn xa lạ với người tiêu dùng sự đa dạng về mẫu mã chủng loại của thị trường sách giáo khoa và thiết bị giáo dục giúp cho các bậc phụ huynh có thể dễ dàng lựa chọn mua sắm sách vở đồ dùng học tập cho con trước thời điểm năm học mới. Tuy nhiên, không ít phụ huynh thừa nhận đặt mua phải sách lậu, đồ dùng học tập kém chất lượng bởi thực tế thì rất nhiều địa phương, địa chỉ chỉ bán hàng đều do các cá nhân tự lập nên người mua rất khó kiểm chứng về chất lượng và độ uy tín. Trước thực trạng thị trường sách giáo khoa được dùng học tập online sôi động, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến cáo giáo viên, phụ huynh và học sinh nên tìm mua sách tại các hệ thống phân phối chính thức của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Các công ty sách, thiết bị trường học địa phương không mua sách từ các nguồn trôi nổi trên thị trường để tránh mua phải hàng in lậu, sách giả và thiết bị học tập kém chất lượng. chúng tôi vừa điểm qua rất nhiều những thông tin nổi bật được báo chí đăng tải trong buổi sáng hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại ở từng mục điểm báo trên kênh YouTube của, tờ, của kênh VTC9.